chuyển sang phần tin tức quốc tế. Thưa quý vị, Israel có thể sẽ hoãn kế hoạch tấn công vào thành phố Rafah ở phía nam Gaza nếu xuất hiện một thỏa thuận đảm bảo việc thả các con tin Israel và Hamas bắt giữ, tuyên bố được Ngoại trưởng Israel, ông Israel Katz đưa ra vào hôm 27 tháng 4. Trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Knesset Channel 12 địa phương, Ngoại trưởng Israel Katz nói, việc thả các con tin là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Nếu có thỏa thuận, chúng tôi sẽ tạm dừng hoạt động. Israel cho biết Rafah là nơi có 4 tiểu đoàn chiến đấu của Hamas được tăng cường bởi hàng ngàn chiến binh từ các nơi khác rút lui đến Rafah. Và Israel phải đánh bại các đơn vị này để giành được chiến thắng. Nhưng Rafah, giáp biên giới Ai Cập, đang che chở cho hơn 1 triệu người Palestine chạy trốn cuộc tấn công của Israel ở các phần còn lại của Gaza. Kể từ khi nổ ra xung đột Hamas-Israel, đã có hơn 34.000 người Palestine ở dải Gaza thiệt mạng. Con số bên phía Israel ghi nhận là khoảng 1.200 người.